các khán giả tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình đang cổ vũ rất nhiệt tình cho các vận động viên Việt Nam trước khi họ bước vào thi đấu. Và nội dung chuẩn bị tranh tài đó chính là chung kết 400m nữ. Đây là vận động viên Jessel Lumabas của Philippines. Đường chạy số 2. Trên đường chạy số 3 đó là Quách Thị Lan với số đeo 866, một đại diện của nước chủ nhà Việt Nam. Trên đường chạy số 4 là vận động viên đến từ Indonesia, Siri Sari Maya. Đường chạy số 5, nhà đương kim vô địch ở nội dung 400m nữ Nguyễn Thị Huyền với số đeo 836. Ở đường chạy số 6 là vận động viên đến từ Thái Lan, Benny Nontana. Trên đường chạy số 7 là đại diện thứ hai của Điền Kinh Philippines, Maureen Emily. Và trên đường chạy số 8 là vận động viên của Thái Lan, Pichanet Michan, vận động viên sinh năm 2004. Các vận động viên sẽ chuẩn bị bước vào vị trí xuất phát để chinh phục đường chạy ở nội dung chung kết 400m nữ. Như vậy là các vận động viên đã xuất phát. Chúng ta đang thấy sự bứt lên của các vận động viên. Đây là những mét cuối cùng, 100m cuối cùng. Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan cùng với Siri Sari Maya là những vận động viên đang dẫn đầu. Sự mạnh mẽ của Nguyễn Thị Huyền, một pha bứt tốc rất mạnh mẽ của Nguyễn Thị Huyền. Như vậy là Nguyễn Thị Huyền đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở nội dung 400m nữ. Trong khi đó, Quách Thị Lan là người về thứ ba. Có thể thấy là những bước chạy rất ấn tượng của Nguyễn Thị Huyền ở khoảng hơn 100m cuối cùng. Chúng ta cùng theo dõi lại những sải chân rất dài, rất mạnh mẽ. Nguyễn Thị Huyền đã bứt lên và tạo ra một khoảng cách rất xa. Trong khi đó thì vận động viên Benny Nontanam cũng đã có một pha bứt lên, vượt qua cả Quách Thị Lan để về nhì. Hai vận động viên, hai nữ vận động viên của Việt Nam là Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan
Nguyễn Thị Huyền là người về nhất ở nội dung chung kết 400m nữ với thời gian là 51 giây 83, một thành tích tốt hơn rất nhiều so với thành tích của chính cô ở SEA Games 30. Ở SEA Games 30 thì thành tích của Nguyễn Thị Huyền là 52 giây 83. Nguyễn Thị Huyền đã phá kỷ lục SEA Games